Trời ôm nổi thùng bia luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi trời. Cả nhà ơi. Úc ơi mà làm gì đó? À, Úc đang nấu cà ri, là Úc đang nấu cà ri. Chuột đứng im nha. Chị đâu vậy? Chạy ruột chó. Trời trời đi ruột chó. Mệt rồi đó hả? Chạy đi ruột chó cho mệt gì đó hả? Ngủ nó ngon vậy nè cả nhà. Mai quá đầu lọc chở nó lên nó bị gãy rồi cả nhà. Nãy giờ em lo em nấu cái nồi cà ri cả nhà. Bỏ đói cả nhà. Cả nhà ơi, giờ bắt đầu em bỏ đồ niêm, em niêm vừa khẩu vị nhà em rồi cả nhà. Giờ cái này là bịch nước cốt nhất nè cả nhà. Em sẽ đổ vô. Cái gốc hành luôn, bữa nay em không có mua, nhà em hết hành tây rồi cả nhà, củ hành tây á. Giờ em thả mấy gốc hành này luôn. Để luôn nguyên cọng dài dài luôn. Rồi. Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem trên kênh Ngọc Diệu Vlog cả nhà ơi. Bữa nay chồng em đi ra vườn nhổ cho em hai bụi khoai mì nè cả nhà. Hai bụi khoai mì mà một tháo gì nè. Rồi bây giờ em sẽ vô đâu em rửa sạch sẽ cả nhà, rồi em nấu cà ri nha cả nhà. Một mớ bự á. Đây nè, củ nó ngon vậy nè cả nhà. Nó ấy quá đầu lọc chở nó lên nó bị gãy rồi cả nhà. Nó một mớ bự này á thì em sẽ chẻ ra em nấu cà ri nha cả nhà. Còn cái củ nhỏ gì thì em để em nấu em ăn cả nhà. Giờ mời tất cả các bà cô chú anh chị và các bạn bữa nay coi em nấu cà ri nha, ăn cà ri với bánh mì, ăn cà ri với bánh mì với vịt nha cả nhà. Bây giờ em sẽ làm cái này rửa bớt cho nó bớt quá sình đi, lột nó ra cả nhà. Quá trời sình luôn. Lột xong người ta rửa. Mà rửa thôi chừng nhạt. Dơ. Lột xong mà rửa nó nhanh hơn. Em lột nó sợ lột để giờ cầm nó dơ nè. Bà gọc một cái là bà lột mà. Em tính rửa bớt đi rồi thái lột. Đó, bà tét ra đi. Đâu có dính nhiều đâu. Thấy cái sình quá trời sình. Mấy bữa nay trời mưa nhổ thanh mì nó cũng. Đó, trắng thấu. Ngon chưa cả nhà. Khoai mì này bột lắm luôn á, mới nhổ vô cái ăn liền luôn á cả nhà. Rất ngon luôn. Đây cả nhà ơi, khoai môn nãy giờ hai chị em đã gọt là được hết một gỗ gì nè cả nhà. Nhưng mà chưa hết nữa nghe cả nhà. Còn rồi. Một phần nữa. Rồi xong phim hết trong ngành nè. Rồi xong phim hết luôn rồi hả? Con ngồi xuống đây, con ngồi xuống đây chặn bà cô chú đi. Nát cũng đi luôn rồi đó. Ừ, con ngồi đây chặn bà cô chú đi. Cô nó. Rồi xong thì em gọt rồi, bây giờ mấy cái củ nhỏ nhỏ này cả nhà ơi. Trẻ không ta? Này nó vừa thôi, để đây luôn đi. Mấy cái củ nhỏ nhỏ này thì em sẽ để em nấu ra cả nhà, nấu ăn. Còn mấy cái củ mà bự thì em sẽ để làm hai luôn đi cả nhà. Có, con đừng có chọc, trời ơi. Cứ đừng có chọc nó. Ừ, con đừng có chọc nó. Để cho nó đi chơi á. Ừ, con để cho nó đi chơi đi. Mấy cái củ nhỏ nhỏ này thì em sẽ rửa ra nấu ra một nồi á cả nhà. Còn mấy cái củ bự này thì em sẽ nấu cà ri nha cả nhà nha. Nó bị chết rồi mẹ ơi. Nó bị chết hả? Sao nó bị chết vậy? Nó cái đi được, nó bị chết rồi mẹ ơi. Gì đó hả? Tại vì mẹ mặn nó rồi thì làm sao nó đi được nữa. Đúng không? Ừ hả? Chết luôn rồi mẹ ơi. Ừ hả? Chuột nói chuyện với mẹ chuột ừ hả? Đúng rồi. Chuột. Dạ con có mẹ. Chuột nói chuyện với mẹ chuột ừ hả? Là con ngủ á mẹ. À là con ngủ hả? Là con ngủ á. Phải không? Cái đó con vịt. Nó con vịt nó. Ừ. Vịt đen á. Đúng rồi, con vịt đen, con vịt sim. Con vịt đen mẹ. Ừ. Rồi nấu nhiêu đây nè, thôi muội ơi, muội đi nấu này đi muội. Muội ơi. Ừ. Đây nè. Mũi. Nấu nhiêu đây thôi đủ ăn rồi ha. Ừ. Rồi, em cho cái này là cái phần nhỏ này đi nấu cả nhà. Nấu nước cơm, chắc nấu không có, không có nước cốt dừa đâu, nấu nước cốt dừa ăn ngán á. Để con hồi nó em nó có nấu nước cốt dừa thì nó nấu hồi rồi đi, mà dừa thì giờ chưa có về. Chồng em đi mua rồi cả nhà. Còn bây giờ cái khoai này á thì em sẽ chặt ra. Em sẽ chặt ra em nấu thôi. Chặt vừa vừa thôi. Lấy cái cọng ra cả nhà. Nhiều lắm luôn á cả nhà ơi. Trời ơi nó giòn rồi cả nhà. Chặt ra nó bể luôn rồi, tại vì khoai mì mình mới cả nhà. Lúc này nó có cây một hồi sẽ chẻ sau. Nè, bung ra luôn. Nè, cả nhà. Nó giòn á, mới nó giòn nó bung luôn cả nhà. Chuột kiếm gì vậy? Nó bung ra luôn. Trời ơi nè cả nhà.
Khoai lì này hồi nấu rồi nó bở nó ngon lắm luôn á cả nhà. Ngon lắm luôn. Nó dùng đâu rồi? Đây cả nhà ơi, em khoai mì em đã chặt xong rồi nè cả nhà, thịt em cũng đã chặt xong rồi cả nhà. Thấy là khoai mì nó nhiều hơn thịt phải không cả nhà? Một hồi thịt em sẽ có thêm nữa nha cả nhà, chồng em đưa mua thêm. Này là một con vịt nhà mặn rồi. Còn con vịt đi mua thêm con nữa, bà cô em có mua đi thêm con nữa cả nhà. Đó, thì chồng em đi mua rồi. Giờ bắt đầu em sẽ ốp sẵn đây đi chút xíu, chồng em về nữa là chặt sau nữa rồi bỏ vô bổ sung thêm. Nêm bột ngọt, nước mắm, đường, nước lạnh. Hoàng nghĩ rồi. Ướp cho nó thấm trước đi nha cả nhà. Đợi chồng em về nữa thì bỏ vô sau. Đây thì màu điểm nha cả nhà, màu điểm em thắng nhà. Cái màu nó đẹp chưa cả nhà? Để đây cho nó thấm một xíu đi, khoảng 5-10 phút rồi cái đầu em hả nấu rồi cả nhà. Đợi chồng em về em con kia nó mặn thêm con vịt nữa cả nhà ơi, rồi mới nấu. Rồi bỏ nó đây. Quá trời cái màu nó đẹp rồi. Ý. Cả nhà ơi, bà đang làm ở trong nhà mình đang nhúng lửa vậy bà cả nhà. Mới để cháy rồi. Than nó khô màu cháy. Quên bỏ bịch cà ri. Xong em mới bỏ vô bịch cà ri em ướp vô đó cả nhà. Tắm bây giờ lâu lắm rồi đó. Bây giờ em sẽ xào nó. Bắt đầu em nấu rồi cả nhà ơi. Tại vì em nấu nồi này hơi to, bây giờ em đổ cái cửa ngoài này nè. Để em để cho nó săn hết nha cả nhà, cho nó săn hết thịt cái em sẽ đổ nước cốt dừa dảo vô. Đây cả nhà ơi, thịt em nãy giờ nè cả nhà thấy nó đã săn một thịt hết trơn rồi nè cả nhà, nó săn hết trơn, nó đã cũng đã hút nước thấm rồi nè cả nhà, em để nãy giờ cũng lâu lắm rồi. Bây giờ em sẽ đổ nước vô với đổ nước cốt vô luôn nha cả nhà. Nãy em mua dặn chồng em mua 1 ký dừa đã đời, ông mua không tới 1 ký rồi cả nhà, thôi ông mua hơi ít rồi. Em đổ vô thêm. Cái này là nước cốt dảo nha cả nhà. Trang rồi. Trang bún nồi à? Ừ. Để Trang bún kính cho. Cả nhà ơi. Nãy giờ em lo em nấu em lo em nấu cái nồi cà ri cả nhà. Bỏ đói cả nhà. Ăn muốn hết có bún luôn đó cả nhà. Nãy giờ em lo bắt lên em xào em làm đây kia rồi nó nói bắt chị ba đút ăn, nãy giờ là nấu hết luôn hết gói bún đó rồi cả nhà. Tự múc luôn. Chị ba có đút không? Đó, chuột được. Không cho đút hả? Nay dù không cho chị ba đút hả? Con ăn no chưa? Con ăn no chưa? Trứng mẹ. Ờ ăn trứng đi. Đó, nãy giờ ăn một gói bún giò heo á cả nhà. Trứng heo. Ờ con ăn có ngon không? Con mời ông bà cô chú ăn với con đi. Đi. Bà cô chú ăn đi cho. Chú ăn. Đó, nãy giờ. Nó xong chưa? Chưa, chút xíu nữa mới xong. Con ngồi con múc ăn giỏi đi nha. Mẹ đi đi. Mẹ đi đi, đuổi mẹ đi nấu đi. Cho chuột ở đây chuột ăn rồi kìa. Ngon dữ ta. Ừ. Trang đi chút cho về. Cha ăn đi. Cha chùi cha nhường cho con đó, con ăn đi. Con ăn đi. Con ăn. Còn không ăn nữa no chưa? Rồi, cha ăn luôn, còn có xíu á cha ăn luôn. Đi em nó đã sôi rồi cả nhà, đợi em sẽ đổ hơi mì vô được cả nhà ơi.
rồi nó sôi lên nó chín hơi mì nữa, đầu em bắt đầu em nêm cả nhà. Quá trời nó cà ri, nó quá trời ngon này. Cả nhà ơi, hơi mì em nó đã nở rồi nè cả nhà. Nó hơi mì em nó vừa nở rồi, bây giờ em sẽ bỏ nước của nó nêm luôn nha cả nhà. Cho em đem ra rồi cho em hết luôn đi cả nhà. Chuột. Út ơi, nó làm gì đó? À, Út đang nấu cà ri, là Út đang nấu cà ri. Chuột đứng im nha. Đây thì em cho đường. Sao ngậm tay vậy? Có đường ngậm tay không? Nóng á. Ra chừng nóng á. Ở đây thì em cho đường với muối lên nha cả nhà. Em đem đường với muối thôi. Cái nào đường á? Ờ, đường. Con lấy kẹo con ăn. Thôi. Con ăn. Thôi cho đường của mẹ mà, ăn kẹo cái gì? Con kẹo được mà. Ở đây nãy cái kẹo của mẹ. Cái lon sữa này, lon sữa nhà của em còn miếng em đổ vô cho nó hết luôn cả nhà. Em cho sữa, cho đường rồi xong rồi em phải bỏ nước cốt vô sau. Bỏ nước cốt vô sau nữa là tắt bếp là ăn rồi đó cả nhà. Nêm theo khẩu vị nhà mình nha. Rồi chuột đi vô hả? Nè. Thôi mì em chịu cho nó nở mung mung, con chị đâu vậy? Chạy ruột chó. Trời trời, đi ruột chó. Mệt đó hả? Chạy đi ruột chó cho mệt gì đó hả? Mẹ con chạy ruột con chó. À rồi. Con chạy ruột. Cả nhà ơi, giờ bắt đầu em gõ đầu niêm, em niêm vừa khẩu vị nhà em rồi cả nhà. Giờ cái này là bịch nước cốt nhất nè cả nhà. Em sẽ đổ vô. Đổ hết cái bịch nước cốt nhất này vô luôn. Nước hơi nhiều cả nhà đó. Cái này là để vô cho muối nè cả nhà. Bỏ vô mấy gốc hành luôn. Bữa nay em không có mua, nhà em hết hành tây rồi cả nhà, củ hành tây á. Giờ em thả mấy gốc hành này luôn. Vô luôn nguyên cọng dài dài luôn. Rồi. Thả cho nó thơm thôi. Rồi thế là sáng ra múc thưởng thức nha cả nhà. Gì vậy chuột? Con đang làm bơm bớm. Có đường làm bơm bớm hả? Bơm bớm. Vung. Đó, trời ơi cả nhà ơi, em lo nãy giờ em làm thì nó tự bài ra nó chơi nè cả nhà. Nó bài nhà ra đồ chơi, nó được út mũi nó mua cho đồ chơi, nó bài ra nó chơi ra nè. Đó. Đó. Nó bài ra nó làm ướp la hồ biến rồi nữa kìa. Đây. Cái gì đây? Đây cả nhà. Của em đã xong thành phẩm. Em đã múc 2 tô. Hai tô này là có thịt, còn một tô này là không có thịt, có nước không, để đặng hồi đặng ăn với bún. Ai chan bún thì chan vô cây này nghe coi nha. Đó, em có bún bánh mì, ai muốn ăn gì ăn. Bữa nay nấu nước hơi nhiều, nó hơi lỏng nè cả nhà. Đó. Hai dĩa. Rồi em mời cả nhà thưởng thức với em nha. Còn ông chuột thì phá trong đó đó. Nó đội đeo lên, có đeo gì vậy? Đó, phá đó, nó gỡ nó đeo nó chơi. Ngoài này nè, đi được ra đây nè. Trời ơi, cố lên. Trời ôm nổi thùng bia luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi trời. Ôm nổi thùng bia luôn hả? Ôm nổi thùng bia cho cha nhậu luôn. Cơm đó hả? Cái đó là cơm đó hả? Cơm á. Người ta ngồi người ta ăn nó sắc ra, nó sắc ra, nó bỏ bia vô, nó thay cơm, đúng rồi đó. Chuột nó là đúng rồi đó. Bia cũng làm ra từ gà gạo đó. Từ lúa, từ gạo đó. À là cơm đó hả? Ờ. Thì để cho con ăn cơm. À được, cái nĩa cho con ăn cơm hả? Rồi kìa nó. Cái đũa đó. À lấy đũa hả? Cái đũa đi. Tiền mày ăn đầu không? Hồi mắt nè. Đi qua đây. Trời ơi. Em lấy cái chén bún, em lấy mấy chén tôm luôn rồi cả nhà ơi. Chú
Con gì vậy? Từ sáng không ăn dính nè, không dính nè. Alo. Dạ đi công chuyện rồi, nó hay nói về nhà có gì mai đi cầm xuống cho. Hai chị không ăn sáng luôn, mới tới
Bánh mì của Việt Tiệt. Đi chưa? Đừng có thọt tay vô đó rồi ối. Bước vô. Đi vô. Hay làm như bún đậu của cái nhà tại sáng giờ ăn nên là không ăn để mẹ. Rồi mẹ lột cơm cho nè. Con cơm no mà. Nè con cơm no rồi. Là con không ăn nữa đúng không? Con cơm no rồi. Rồi không ăn thì thôi ngồi chơi đi cho mẹ ăn chút xíu được không? Con đi chơi vòng vòng đi ạ. Rồi đi chơi vòng vòng đi. Cô đây con cái đơn hàng đổi vé chứ. 240 lúc một. Dạ 240. Cái đồ gì cũng điện bãi đây, rồi còn ấm hổi nè. Thôi cả nhà em mời cả nhà ăn với em miếng khoai mì nữa nha. Cả nhà khoai mì nướng nè, khoai mì nãy em để lên nấu còn nhỏ em nó nướng nè cả nhà. Nướng còn một dĩa gì nữa nè. Bà con mà ăn thử miếng khoai mì. Bà ăn thử miếng kìa. Thôi không ăn, không có thằng đâu. Không có thằng ngán cái này nữa đó. Đi ra, đi ra. Đi ra đây cô à. Thôi để ghê quá. Cái chừng nữa đi. Thì nó là nó lòng biến này. Dạ. Dạ. Rồi. Để ăn không. Có thấy nãy để ăn ngon không? Nó nướng này ngon. Nước này nước. Vậy hai chị có ăn nè. Còn ngán nghe mà. Non chết rồi. Làm hai chén bún. Đi ăn sáng hết 50.000 mã ta kêu rước ta về mẹ làm cho hết hai cái này nước mẹ ăn gì nữa không không ăn sáng 20 hả à biết sáng tôi 50 thì bỏ mẹ lo ăn sáng hết rồi nói thật hả đưa cho 400.000 về mua ấy giờ đưa tiền chị hai mua dịch chứ cha còn nhiều cũng đưa 200 hả có lấy 200 hả xài tiền dữ lắm thôi bà đưa hai hai chữ không thôi đưa bà đưa 250 mà nó ăn sáng hết 20 còn 230 đưa trong tham bán thôi anh hai lấy 200 400 cần mới đổ thằng tôi rồi trăm người ăn mặn bây giờ không hết mua đồ gì cũng hết nó ăn tô phở nó phải thêm một tô tái nữa cái tái nữa ăn mà không ăn cho bằng nói cái ăn mà tôi mới có mấy tuổi nên mà không ăn cho bằng nói lắc luôn rồi mà không biết là nó mà nó lắc luôn rồi. Cảm ơn các bà tô à, một tô, hai tô, hai nữa, tô này.